Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, rất nhiều lần trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã mặc khải cho thấy những ai bước theo Chúa thật sự, trở thành môn đệ của Chúa thật sự và là tông đồ của Chúa thì chắc chắn sẽ phải chịu sự bắt hại. Phúc âm Matthew chương 10 từ câu 17 đến câu 18, Chúa nói: Hãy coi chừng người đời, họ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Cho nên ngoại trừ thánh tông đồ Gioan, tất cả các tông đồ khác đều kinh thánh đều và truyền thống giáo hội đều cho thấy các ngài chịu phúc tử đạo. Đó là sự tử đạo vì đức tin. Đó là việc các môn đệ, các tông đồ loan báo về cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô và sẽ bị bắt hại, sẽ bị loại trừ và giết chết. Ở Việt Nam chúng ta, vào thời kỳ đầu, các tín hữu Việt Nam chịu bắt hại khốc liệt từ vua chúa quan quyền vì bị nghi kỵ, hiểu lầm từ việc cấm cản, bắt bớ, tù đày, tra tấn, dã man, cho nên cho đến những hình thức án tử hình ghê rợn như sự dạo, lăng trì, thiêu sống, sự chạm hoặc là tù rũ. Từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, dưới các triều đại vua Lê, chúa Trịnh, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Văn Thân và có thể nói cho đến ngày hôm nay nữa. Thế nhưng cha ông chúng ta vẫn giữ vững đức tin, để lại gia sản đức tin cho chúng ta hôm nay. Và dù chịu sự bắt hại tàn khốc, nhưng giáo hội Việt Nam vẫn lớn mạnh không ngừng, bởi vì máu các thánh tử đạo chính là hạt giống chỗ sinh hoa trái đức tin, điều mà thánh Tertulliano đã nói. Lịch sử giáo hội chúng ta cho thấy và chúng ta nhận ra điều này là dù ở thời đại nào, đức tin của chúng ta luôn chịu sự bắt hại và chịu sự hiểu lầm. Giáo hội mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay có ý nghĩa gì? Mừng lễ hôm nay mỗi chúng ta cần phải biết bảo tồn và giữ vững đức tin chân thật, đức tin tông truyền, thánh thiện mà cha ông chúng ta đã gìn giữ bằng cả máu và nước mắt. Vì có những thời điểm hàng mấy trăm năm không hề có linh mục, không có nhà thờ, không có thánh lễ, nhưng mà cha ông của chúng ta vẫn giữ đạo, vẫn lưu truyền đức tin cho thế hệ mai sau. Không có linh mục sinh con ra rửa tội cho các con, dạy kinh bổn, truyền đạt đức tin. Không có linh mục
không có nhà thờ, không được tuyên thể hiện đức tin, vẫn giữ đạo được với ông bà anh chị em. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta ý thức cái bổn phận và trách nhiệm của mình trong việc giáo dục đức tin cho con cháu. Chúng ta không chỉ có giao phó cho con cháu mình việc giáo dục đức tin cho cha xứ, cho quý sơ, cho các anh chị giáo lý viên, hoặc là cho giao cho nhà thờ, không có. Nhưng chúng ta phải ý thức cái trách nhiệm và cái bổn phận của mình trong việc giáo dục đức tin cho con cháu của mình, cho thế hệ trẻ. Và chúng ta cũng ý thức mỗi chúng ta sẽ là nhân chứng của đức tin, cũng là một cách chịu từ đạo. Khi mà mỗi chúng ta biết vượt qua những bất hại rất tinh vi của đời sống ngày hôm nay, trong thời đại hôm nay có thể chúng ta sống tử đạo bằng việc chúng ta sống tử tế với mọi người, sống tử tế với mọi người, sống ngay thẳng, sống chân thật, sống tha thứ, sống yêu thương, sống khiêm nhường. Con quen có những người, người ta buôn bán ngoài chợ, người ta đi giao hàng, thì những cái người mà có đạo họ không có lo bị ăn quỵt. Con hỏi sao không có thu tiền của họ, nói cái cô đó là người Công giáo mà cha, không có sợ. Cho nên khi mà mình sống ngay thẳng, sống chân thật, sống chứng tá như vậy, thì cái sự lan tỏa đời sống đức tin của ta, nó sẽ giúp cho người khác nhận biết có Chúa, để theo Chúa. Và khi chúng ta sống một cách khiêm nhường, một cách chịu thua chịu thiệt, ngay cả ngoài xã hội hay là trong đời sống gia đình cũng vậy, sẽ minh chứng về một tình yêu mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta, đó là sống yêu như Chúa yêu, sẵn sàng chết cho người mình yêu. Như Chúa Giêsu nói, không có một tình yêu nào cao trọng hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống mình vì người yêu. Và cái đỉnh cao của cái tình yêu đó là yêu luôn cả những cái kẻ mà thù ghét mình, những cái địch thù của mình. Là một tình yêu chân thật như Chúa Giêsu trên thập giá, khi mà Chúa Giêsu tha cho chính cái người mà những người đã giết mình, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đó là cách chúng ta sống tử đạo trong thời đại ngày hôm nay. Amen.